Em cô Tâm xem nào, con mắt con là con gắn lông mi kiểu gì ấy. Đấy, có cái gì hay ấy nhỉ? Màu tím à? Màu trắng với màu xanh dương ạ. Gắn lông mi màu trắng với xanh dương kìa. Ok mà, anh thấy hay. Thấy lạ hả? Rồi, cô Tâm thích rồi đó.